Vải nhà mình bắt đầu chín các bạn ạ. Cho nên hôm nay mình từ hôm qua mỗi ngày bán 2 sọt. Sọt vừa rồi là 6 giờ 24 phút mình đi. Thì ra ngã ba cái hồ người ta chỉ trả 9.000 thôi các bạn ạ. Đòi 10.000 nhưng chẳng ai trả. Thì cuối cùng mình quyết định bán. Bán gọi là hàng hàng sấy như họ không vặt, gọi là úp sọt đấy, anh em mình gọi là úp sọt. Cái vấn đề bán vải mà chúng ta trừ lùi cân hoặc là vặt hoặc xin tiền khênh, thật ra nói cho cùng mình không bán thì ai người ta vặt của mình, phải không? Cho nên đấy là sự thỏa thuận các bạn ạ. Nếu như các bạn người ta giả 10.000 và không, mình chỉ lấy 9.000 thôi, và tôi chỉ lấy 9.000 thôi nhưng không lùi trừ, thì người ta sẽ đồng ý ngay. Nhưng chắc anh em không ai làm thế đúng không? Thì ai muốn giá cao nhất, còn giá cao nhất thì chúng ta vào những hàng cao thì người ta đã yêu cầu cao hơn thì nó trừ lùi cân thôi, hành lẹ rồi. Thì tóm lại đều sự thỏa thuận. Cũng như chúng ta đi sớm thì chúng ta lại tự kêu thôi, nhưng mình đa số thế, mình bán không sớm lắm. Bây giờ là hôm qua còn hơn 8 giờ không bán 10, còn bây giờ là còn 8 giờ kém bán một chuyến rồi. Một chuyến vừa rồi là gồm có sọt và bao dọc đằng trước là tạ 52 tính tiền. Còn sọt này chỉ khoảng độ tạ, mình nghĩ tạ thôi, không biết sẽ như thế nào. Các bạn theo dõi video nhá. Muộn giờ có được 11 các bạn nhá. Và bán được hiệu này. Mình đã bán xong các bạn ạ, giá 11. Thì hôm nay ở ngã ba Nghĩa Hồ chỉ 12 là cao nhất, mình bán 11 dạng hàng vừa các bạn ạ, chắc 12 người cắt mặt. Đây chị em đang nhặt vải, vải thối, vải xấu, vải bé. Còn bên này họ cắt hàng mặt nhé. Thì anh em đóng vải thì họ quá thạo với vấn đề này rồi. Mình thì mình không thạo, mình chỉ bán vải thôi. Bây giờ mình sẽ lưu một chút quanh đây xem ấy, không khí như nào. Đây rồi. Trời mưa nhẹ các bạn nhé. Thì mấy hôm nay tháng 6 là chính mùa hè, cho nên không nắng thì mưa. Trời dạo này không nắng, quá nắng nóng, mưa thường xuyên, hôm nào cũng mưa. Thời tiết này bán vải hả? Thời tiết này là vải chúng ta rất hay bị bệnh, đặc biệt là cái bệnh bốc xương nhé. Bệnh bốc xương là hôm trước hôm sau học hết vải. Còn thối là bình thường, còn dụng tuột khớp, dụng sinh lý là quá bình thường các bạn ạ. Trời đang mưa rồi, cơ bản hết chợ vải rồi, mình sẽ vòng sang bên quay lại xem chợ bên này như nào. Âm lịch không cao, trên dưới 10 thôi nhưng mà dễ bán chị. Tôi dễ bán là vắng người ấy. Tất cả hàng shop đã đủ, cơ bản đủ. Hơi tắc nhẹ nhá, chủ yếu là ô tô, là có sọt vải. Đến cầu cát nhé, cái cầu. À, mình xem giá bên này như nào đây. Người ta trả chưa chị? À, 8.000, vâng, bán được rồi chị ạ. Hôm nay nó chỉ từ 8.000, 9.000 người, 12.000 là cao nhất rồi. Dạ. Và hôm nay 12 là cao nhất rồi, ở đây quanh cao nhất 12, chủ yếu là 10, 11. Giá bao nhiêu hả? Giá 8.000, đi xe khóc. Nhưng cứ từ từ anh ạ, chợ bây giờ vắng lắm. Chợ bây giờ vắng, người ta đang thiếu hàng.
Vâng, đang thiếu hàng, cứ từ từ anh ạ. Cái sản chiếc anh, anh này anh bán là người ta trả 8.000, anh chưa đồng ý nhé. Cái dạo gần đây cơ bản là chợ Nghĩa Hồ, giữa xe cóc này, hàng sấy này và các loại hàng nó đồng gần như ngang giá nhau các bạn ạ. Cao nhất hôm nay chỉ là 10-12, 10 là đa số, 11 là đa số. Ôi xe bị phải cứu rồi. Cái xe bà này bà trả giá sao lại bao nhiêu. Con này đẹp quá. Đông người quá. Tranh nhau. Bao nhiêu chị ơi, cái chả bao nhiêu? Vâng, con này đẹp 12. 12 chưa bán. Con này đẹp các bạn ạ. Quả đều, không chàm, ít chàm. Còn vài năm nay cơ bản là đều chàm, nhưng ít. Đây được cái sọt tương đối đẹp để mọi người vây vào nhá. Để các bà đây, bà đứng lên 13 đấy. 13 chị ơi, 13. Rồi, sọt cao nhất hôm nay nhận được nghe 13. Xin chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn xem video. Trời mưa bây giờ mình dừng điện thoại. Chị ơi cho em đi nhờ cái. Ôi, cảm ơn. Về chưa chị ơi? Đi về đây, mưa rồi.